mời các bạn lắng nghe lời Chúa, thứ ba trong tuần thứ hai, mùa chay ngày 27 tháng 2 năm 2024. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng, các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa mô xê, vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng nói theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may giải tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngựa trên trời, các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn, sẽ là người phục vụ các ngươi. Hay ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ xuống, sẽ được nâng lên. Tạ ơn Chúa. Xin mời các bạn đăng ký kênh, và chia sẻ đến nhiều người cùng nghe, để lời Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Cảm ơn các bạn nhiều.